Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nam đón hơn 1,6 triệu khách du lịch 6 tháng đầu năm 2019. Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với khí hậu. Tư tưởng chủ quan trong phòng chống lụt bão ở một số địa phương trong tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình phấn đấu giá trị sản xuất từ làng nghề đạt 1.866 tỷ đồng trong năm 2019. Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Kiến Sương khuyến khích mở rộng và phát triển các làng nghề hiện có, đồng thời du nhập thêm nghề mới về địa phương, tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm. Ngoài ra, huyện Kiến Sương cũng tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý sản xuất kinh doanh cho lực lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đến nay, Hà Nam đã phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện được 3 trên 20 khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt tập trung, đạt 15% so với kế hoạch của đề án năm 2020 với tổng diện tích là 21,5 ha. Tổng đàn bò đang được nuôi trong các trang trại tập trung là 313 con. Cụ thể, tại xã La Sơn, xã Vũ Bản của huyện Bình Lục có 4 hộ đang nuôi 116 con, trong đó riêng ở xã La Sơn là 86 con, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân 2 hộ nuôi với tổng số con là 197 con. Hiện tại đàn bò đang sinh trưởng và phát triển tốt, các hộ đang tập trung chăm sóc và phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Ngành nông nghiệp đã thực hiện tiêm phòng bệnh lở mồm long móng định kỳ 2 lần một năm, tuyên truyền vận động các hộ dân tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng định kỳ 2 lần một năm và tẩy giun sán định kỳ 6 tháng một lần một con, tăng cường kiểm dịch động vật đối với bò nhập về để phòng ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào trong tỉnh và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tại các khu quy hoạch chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt chất lượng cao tập trung. 6 tháng cuối năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu tổng đàn bò thịt, bò sinh sản đạt 32.000 con, đồng thời xây dựng và hoàn thiện hạ tầng 6 khu chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản tại các huyện Duy Tiên, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, mỗi nơi một khu, riêng huyện Bình Lục 2 khu. Chủ trương phát triển bò thịt, bò sinh sản là một trong những hướng đi chính, song song với bò sữa, đây cũng là giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi do tác động từ dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề trong những tháng qua. Nhờ tích cực học hỏi trên các phương tiện truyền thông và tham quan các mô hình thực tế, sau 2 năm, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng của cựu chiến binh Nguyễn Văn Uyên, thôn Tự Cước, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã mang lại hiệu quả cao. Hiện mô hình nuôi tôm của cựu chiến binh Nguyễn Văn Uyên có diện tích 10 mẫu, được chia làm 2 ao. Tôm được xuống giống từ tháng 6 đến tháng 12 cho thu hoạch. Giống tôm chủ yếu được lấy từ miền Trung. Bên cạnh việc vệ sinh ao sạch sẽ, hai ao nuôi tôm của ông bố trí 10 guồng oxy giúp tôm được khỏe hơn. Trung bình mỗi năm, mô hình nuôi tôm của ông thu 2 lần, sản lượng đạt khoảng 10 tấn, với giá từ 150.000 đồng một kg. Trừ chi phí mỗi năm, mô hình cho thu trên dưới 700 triệu đồng. Tôm chủ yếu được xuất đi Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh và các nhà hàng tỉnh. Tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá để đảm bảo truy xuất nguồn gốc thủy hải sản một cách đầy đủ, minh bạch, góp phần cho cả nước lấy lại thẻ xanh cho ngành thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, việc nhiều ngư dân vẫn chưa chủ động hợp tác với các ngành chức năng khiến cho việc truy xuất nguồn gốc thủy sản gặp nhiều khó khăn. Tại văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tỉnh Nam Định, từ đầu năm đến nay, có rất ít ngư dân đến khai báo các thông tin về nghề cá. Theo quy định, các chủ tàu thuyền khi cập cảng phải khai báo sản lượng, cụ thể các loại thủy hải sản đánh bắt được và phải xuất trình được đầy đủ hồ sơ đăng ký nghề khai thác theo quy định trước khi rời cảng. Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn chưa chấp hành theo quy định. Khi mà anh em nhìn trên hệ thống camera thì phát hiện là tàu chuẩn bị đi, thì người ta cũng trong cái giai đoạn đi thì người ta chuẩn bị lấy nước và anh em xuống các thứ đấy. Thì anh em tôi cũng xuống trực tiếp gặp thì một số tàu thì cũng chưa hợp tác. Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá tỉnh Nam Định được đặt tại cảng cá Ninh Cơ với mục đích quản lý chặt chẽ tàu thuyền để truy xuất nguồn gốc hải sản theo quy định của Ủy ban châu Âu EC. Việc kiểm soát nghề cá tại tỉnh Nam Định hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do ý thức chấp hành của các chủ tàu thuyền chưa cao, chưa tự giác chủ động khai báo khi tàu rời cảng cập cảng. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, mới chỉ có khoảng trên 40 tàu thuyền thực hiện khai báo.
để ngư dân chủ động khai báo thông tin khi tàu rời cảng, cập cảng theo quy định và khai thác đúng ngư trường, thì ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền để họ hiểu những lợi ích khi nguồn gốc sản phẩm được chứng minh rõ ràng, thì các ngành chức năng cũng cần có phương án xử lý các hành vi cố tình không tuân theo các quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Dạy trẻ cũng giống như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này cây lên tốt. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trường mầm non An Khê không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới sáng tạo, xứng đáng là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Yêu nghề, mến trẻ là nhận xét của đồng nghiệp và các bậc phụ huynh dành cho cô giáo trẻ Đỗ Thị Quỳnh. Ở trường, việc học tập và làm theo Bác được thực hiện bằng những việc làm thiết thực gắn với công việc hàng ngày. Đó không chỉ là sự nhiệt huyết với nghề, tận tâm với các cháu, mà việc học Bác còn được thể hiện ở tinh thần tiết kiệm. Đồ dùng với những cái đồ dùng đồ chơi tự tạo ở đây thì các cô luôn sử dụng những cái nguyên vật liệu có sẵn từ thiên nhiên, có sẵn từ địa phương và những cái đồ dùng thậm chí là từ những vật liệu tái chế, từ những vỏ lon, vỏ chai, vỏ bia. Chúng tôi đều có thể làm thành những đồ chơi vô cùng phong phú và góp phần làm phong phú thêm những cái đồ dùng ở các góc cho các cháu. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường tập trung trang trí các góc chơi theo hướng mở, giúp các em tiếp cận bài học nhanh hơn, tiết học cũng trở nên sôi nổi, sinh động và hấp dẫn hơn. Ông bà, đặc biệt là tôi, thì cũng có biết sơ sơ về tiếng Anh nên cũng có trao đổi với cháu và cháu cũng rất là thích. Cháu rất là tự tin, kể cả những cái động tác mà cô giáo dạy múa, dạy hát ở trường, ở lớp cũng vậy. Cháu về đều biểu diễn cho ông bà nghe. Nhiều năm liền, trường Mầm Non An Khê luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục Quỳnh Phụ. Nhà trường tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, xứng đáng là nơi phụ huynh trao gửi niềm tin để trẻ phát triển toàn diện về trí, thể, mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời luôn đề cao vai trò của gia đình đối với sự phát triển chung của xã hội. Bác khẳng định, quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Học và làm theo Bác, bởi vậy mà mỗi người Việt Nam dù đi bất kỳ đâu vẫn luôn hướng về gia đình, nơi có ông bà cha mẹ, những người thân yêu ruột thịt. Bởi vậy, cuộc sống với những lo toan và bận rộn trong thời kỳ hội nhập phần nào ảnh hưởng tới mỗi gia đình. Nhưng giá trị cốt lõi sẽ không mất đi nếu mỗi người biết trân trọng và xây đắp. Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và hội nhập, gia đình Việt Nam đang trong quá trình biến đổi để thích ứng với những điều kiện mới. Ngay trong cấu trúc của gia đình đã có những đổi thay, gia đình nhiều thế hệ kiểu tam đại, tứ đại đồng đường ngày càng ít đi, và thay vào đó là những gia đình hạt nhân với mô hình hai thế hệ và ít con. Thế nhưng giá trị cốt lõi của gia đình ở bất kỳ thời đại nào vẫn là giá trị yêu thương, tôn trọng, bình đẳng, chia sẻ, kính trên nhường dưới, thủy chung, anh em hòa thuận. Tuy nhiên thực tế cho thấy, lối sống công nghiệp với các điều kiện về thu nhập, chi tiêu, nhà cửa, ý thức về tự do cá nhân khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không thật gắn kết như trước. Những mâu thuẫn chủ yếu nảy sinh trong những gia đình hạt nhân từ bất đồng quan điểm trong quan niệm sống, nuôi dạy con cái hay chênh lệch tài chính của các cặp vợ chồng trẻ dẫn đến quy tắc ứng xử trong gia đình bị lệch lạc. Đây cũng là lý do mà tỷ lệ ly hôn và bạo lực gia đình ngày càng tăng. Cái tổ ấm để mọi người có nơi đi và về, đấy thì trong cái tổ ấm đấy mọi người sống phải chỉ có giữ một cái quy tắc theo tôi là phải yêu thương. Đấy là cái quy tắc của một gia đình hạnh phúc, thì mọi người phải yêu thương. Muốn yêu thương được nhau thì mọi người phải có một cái sự chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau, chung tay giúp đỡ lẫn nhau để mà cùng coi như là theo dõi, cùng động viên, đúng không? Để cùng phát triển. Ngày gia đình năm nay có chủ đề giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Đó không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh giá trị cốt lõi của gia đình và vai trò kết nối của các thành viên, mà qua đó gửi thông điệp về sự cần thiết về gìn giữ nét đẹp truyền thống của các gia đình Việt trong thời kỳ hội nhập. Huyện đoàn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban chấp hành đoàn thị trấn Yên Mỹ và Ban quản lý bể bơi Minh Hoàng tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho 100 trẻ em trên địa bàn.
Lớp học diễn ra vào tất cả các buổi sáng từ nay cho tới hết ngày 10 tháng 7, chủ yếu là những thanh thiếu nhi của các cơ sở đoàn của 17 xã, thị trấn, từ 6 đến 15 tuổi chưa biết bơi, ưu tiên những em có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Tại đây các em được dạy các động tác bơi và tập một kiểu bơi. Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn cho các em các kỹ năng thoát hiểm khi gặp tai nạn về đuối nước, cách nhận biết vùng nước nguy hiểm và các kỹ năng sơ cứu người đuối nước. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động du lịch của tỉnh Hà Nam có nhiều bứt phá. Đã có hơn 1,6 triệu lượt khách đến tham quan trên địa bàn tỉnh, đạt 104,5% so với kế hoạch năm, tăng 112% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 58.800 lượt khách, khách nội địa ước đạt trên 1,5 triệu lượt khách. Lượng khách du lịch tăng đột biến trong dịp đầu xuân năm mới và dịp diễn ra các lễ hội, sự kiện quan trọng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc 2019 tại Chùa Tam Trúc Kim Bảng. Doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 370 tỷ đồng, đạt 79,4% kế hoạch năm, tăng 97% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, ngành văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục huy động mọi nguồn lực tăng cường đầu tư phát triển du lịch, nâng cao chất lượng du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá rộng rãi hình ảnh Hà Nam đến với du khách trong nước và quốc tế. Với chủ đề Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đợt 1 năm 2019 vừa được tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 500 tình nguyện viên là các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan ban ngành của huyện và 9 xã thị trấn. Dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 23 cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện. Đây đã trở thành một hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người dân tích cực tham gia, hưởng ứng nhiệt tình, sôi nổi, góp phần chung tay sẻ chia, cũng như mang đến niềm vui, hy vọng cho những bệnh nhân vượt qua những khó khăn của bệnh tật, phát huy tinh thần tương thân tương ái của dân tộc. Tham gia ngày hội, có những tình nguyện viên đã tham gia hiến máu từ 6 đến 12 lần. Kết thúc, ban tổ chức đã thu được gần 300 đơn vị máu và được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội để bổ sung vào ngân hàng máu đang bị thiếu, qua đó kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân đang cần máu để cấp cứu và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển sâu rộng trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên ở các cơ quan đơn vị trường học. Những giọt máu ấm tình người đã góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 16 cuộc tiếp nhận máu với 4.182 người đăng ký tham gia hiến máu và đã tiếp nhận 3.518 đơn vị máu toàn phần. Đặc biệt, trong chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân Hồng năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 9 cuộc hiến máu tình nguyện, tuyên truyền vận động 1.925 người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 1.691 đơn vị máu, đạt 13,5% chỉ tiêu cả năm. Hưởng ứng chiến dịch Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, đến nay toàn tỉnh có 26 địa phương đơn vị đăng ký và tổ chức 6 cuộc hiến máu tình nguyện với gần 2.200 người đăng ký tham gia. Hoạt động tiếp nhận máu đảm bảo an toàn, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời các chế độ quyền lợi cho người hiến máu. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh duy trì lịch hiến máu thường xuyên vào ngày Chủ nhật, tuần thứ 3 hàng tháng, góp phần cung cấp máu cho công tác điều trị tại bệnh viện. Mùa lũ bão đang cận kề, hiện trạng đê kè vẫn còn nhiều ẩn họa bất cập. Trong khi đó, thì tư tưởng của một bộ phận người dân và chính quyền địa phương ở Thái Bình còn lơ là và chủ quan. Tròi canh coi, điếm gác nước và các sườn đê. Nếu như trước kia, đây là nơi tập kết các vật tư phương tiện như bao tải, tre, cát đá và là địa điểm túc trực của lực lượng canh coi, thì nay không ít địa điểm này được mượn để sử dụng vào việc khác hoặc quanh năm khóa cửa. Nhiều năm nay, Thái Bình chưa có lũ lớn, tính chủ quan lơ là trước thiên tai, lũ bão đang hiện hữu ở nhiều địa phương, nhất là các vùng duyên giang. Khi lũ về hoặc là bão vào thì là đảm bảo cô là sẽ nguy cấp, mà đến khi đó là nếu mà về địa phương mà không chủ động thì là hiểm họa nó sẽ ập đến thôi. Chủ quan lơ là, nhận thức, ý thức của người dân trong công tác phòng chống lụt bão ở một số nơi không cao và chính quyền địa phương cũng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm đê điều.
Hiện nay miền Bắc đang trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, thời tiết diễn biến hết sức phức tạp. Đây cũng là thời điểm bước vào mùa mưa bão. Để đối phó và ứng cứu kịp thời sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam đã lên kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng đến phương pháp theo phương châm 4 tại chỗ, mục tiêu là hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thời tiết gây ra. Rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai những năm trước, năm nay khi xây dựng phương án phòng chống thiên tai tại tất cả các địa phương, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Đến nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp, nhất là ở cấp xã, thị trấn, trong huyện đã được kiện toàn, đã sẵn sàng huy động về lực lượng, phương tiện, vật chất, ứng cứu kịp thời. Ban chỉ huy các cấp đã tiến hành kiểm tra, tổ chức hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, và thực hiện nghiêm chế độ phòng chống thiên tai, duy trì liên tục trong mùa mưa bão. Cùng với đó là làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân để nâng cao nhận thức phòng chống lụt bão. Huyện Kim Bảng đã chỉ đạo tổ chức trực từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 11 năm 2019. Và hiện nay công tác trực đảm bảo rất là tốt. Thế và công tác tu bổ sửa chữa công trình hiện nay đang được tiến hành. Đặc biệt là công tác giải tỏa vi phạm đê điều và hệ thống kênh mương trên địa bàn. Thế và mỗi xã chúng tôi đã quy định là mỗi xã phải giải tỏa từ 2 đến 3 kênh mương. Thế và tất cả các địa giới hành chính theo phân cấp quản lý, các cái đê bối địa phương và các công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của xã thì xã là chịu trách nhiệm để bảo vệ, tu bổ sửa chữa và chịu trách nhiệm về công tác phòng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. Thế và các xã phải chịu trách nhiệm trước ban huyện về vấn đề an toàn trong phòng chống thiên tai. Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án và triển khai công tác phòng chống bão úng năm 2019 một cách tích cực, huyện Kim Bảng sẽ chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả với các diễn biến xấu của thiên tai, thời tiết, đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình đê điều, thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm thiệt hại thấp nhất về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện khi có bão lũ xảy ra. Với phương châm bảo vệ môi trường từ những hoạt động nhỏ nhất, Hội Phụ Nữ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình triển khai nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo và đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó đã huy động sự tham gia tích cực của đông đảo người dân. Xây dựng khu nhà sạch vườn đẹp kiểu mẫu là một mô hình điển hình của Hội Phụ Nữ thị trấn Bình Minh, được thực hiện từ đầu tháng 5 năm nay. Gia đình bà Trần Thị Tư là một trong 7 hộ ở khối 5 thị trấn Bình Minh tham gia mô hình này. Trên diện tích vườn 200m2, bỏ không, cây cối mọc tùm, bà đã cải tạo quy hoạch lại từng ô để trồng các loại rau sạch, đảm bảo dinh dưỡng, phục vụ bữa ăn hàng ngày. Hoa và cây thuốc, nhà cửa được quét dọn thường xuyên, xung quanh nhà cống rãnh được khơi thông, không vứt rác thải bừa bãi. Không chỉ vậy, trong khuôn viên sân nhà cũng được trồng nhiều cây xanh để tạo không gian thoáng mát, xanh tươi, nhằm cải thiện điều kiện sống, sức khỏe và việc làm. Hàng ngày, hàng tuần, bà đều cùng với bà con hàng xóm chung tay dọn dẹp đường làng ngõ xóm. Cùng với các mô hình trên, hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đang triển khai một số mô hình như tổ phụ nữ tự thu gom rác thải, đoạn đường xanh sạch đẹp do phụ nữ đảm nhận, quản lý. Câu lạc bộ phụ nữ tình nguyện làm công tác vệ sinh môi trường, ngày thứ bảy, chủ nhật xanh, góp phần nâng cao ý thức của mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống sáng xanh sạch đẹp. Để góp phần xây dựng quê hương xanh sạch đẹp, thời gian qua, cán bộ công chức xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia trồng hoa, quét dọn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan môi trường. Phong trào trồng hoa, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan nơi công sở được xã Nguyên Hòa phát động đến các cán bộ công chức từ tháng 3 năm 2019. Sau khi trồng hoa và cây cảnh tại khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, hàng tuần, các cán bộ công chức phân công nhiệm vụ cụ thể như mang chổi liềm và máy cắt cỏ để làm cỏ trồng hoa, phát quang cây dại. Nhờ đó, khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nguyên Hòa luôn xanh sạch đẹp. Bên cạnh đó, xã còn phân công nhiệm vụ cho các chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên trồng hoa và vệ sinh các tuyến đường giao thông trục xã, liên xóm, trục xóm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn cảnh quan môi trường trước, trong và xung quanh khuôn viên hộ gia đình.
Hoạt động này đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng Nguyên Hòa trở thành xã nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.